Thì các bạn chào các bạn đến với channel của mình thì hôm nay mình chọn gọi là cùng nhau nhận định thị trường vào ngày mùng uh, mùng 7 tháng 2 năm 2024 là sẽ xem là một nhóm ngân hàng nhóm ngân hàng đang là dòng dẫn mà nhá đây nhóm ngân hàng đang làm dòng dẫn này ra là dòng dẫn mà đây thì đây chúng ta sẽ có gọi là đầu tiên là công việc công banh công việc công banh thì cái này lên khá là cao các này ở trên cao sẵn rồi các bạn đây thì hiện tại con này sẽ có điểm mua sau điểm mua thứ nhất đây nhưng là nó phá qua cái đường trên line này đây sẽ để mua thứ nhất cây này mua cây này con này để mua thứ hai thì con này là mình sẽ vào khung một giờ các bạn nhé khung một giờ khung một giờ chúng ta xem nào mua thứ hai thì đây con này thì nói chung là chúng ta sẽ xem khung một giờ để mà bắt nếu mà bắt đuổi thì chúng ta sẽ xem khung một giờ các bạn nhé để tốt nhất nên sẽ khung một giờ chạm giá chạm vào đường MA 20 này sau có đến vào chiều thì bắt lên đây chẳng như đây bạn sẽ điểm mua thứ hai đấy đã chạm xuống một giờ, có đến vào chiều bắt lên này chờ chiều bắt lên này, nó sẽ mua thứ ba này Đấy, còn nếu nói về hiện tại thì uh, Tức là một giờ một ngày đây Thì giá đạp qua này có một điều chiều này đấy. thì nói chung là cũng được Đạp qua m 20 nói chung cũng được Cũng có thể bắt được bạn ạ Tiếp theo sẽ còn MB BB Con này rất là mạnh luôn, con này là dẫn của cả dòng luôn đấy chứ Thì con này đoạn này Đấy, đoạn này đây chúng ta sẽ có điểm mua thứ nhất Đây là Phá qua cái đường trên line này Đây sẽ là điểm mua thứ nhất để mua thứ hai thì nó nhúng nhúng xuống này. Đây, mình sẽ vào khung 1 giờ xem nào. Đây khung 1 giờ vẫn đâu 1 giờ đây. Đây. 1 giờ đây các bạn này. 1 giờ đây thì nó để mua thứ hai để nhúng xuống là đồng 20 này. Đấy. lên này. Để bắt đuổi con nhá, lên này. Có nó chiều bắt lên này, bắt tại cây này này. Đấy, nhúng xuống nó có chiều bắt lên này, phá qua này. Đấy. Thì hiện tại thì nếu mà căn ấy, cái căn về bên ngoài kia 1 giờ à một ngày nó cao nó lên một cây đây là một cây cũng như một cây nó lên bằng này này nếu bắt cây to như thế thì rủi ro rất là cao và không bao giờ căn này bắt tài khoản này cũng nhá phá qua cái kháng cự trên này Tiếp theo sẽ là con acb với con acb thì với con acb thì xem nào. đây con này ở đây chúng ta sẽ có gọi là à, khung uh... một cây cái để mình kéo ra xà thì con này lên rất mạnh luôn đây. con này sẽ có một cái kháng cự ở đây đây kháng cự ở đây con này nếu phá qua kháng cự chúng ta sẽ bắt tại cây này cái sau cái gì này hiện tại thì xem nào đây chúng tôi sẽ vào khung 1 giờ bạn nhé một giờ đâu một giờ đây một giờ đây con này đây câu một phạ sideway up đây đây sideway up ở đây con này và nó sẽ nào nó phá qua cái này nó phá qua cái này con này ui nhưng mà có một cây thôi à vậy phải vào 30 phút thì bắt được bạn ạ đây để 30 phút được nó phá qua cái đường chen lên này đây sẽ để mua tiếp theo đấy. nếu một ngày thì hiện tại là nó đang ở lưu lượng trên này rồi chưa mua chưa bán được bạn ạ nhưng mà con này lên khá là cao đấy con này tốt nhất là không nên vào tiếp theo sẽ con STM con này lên khá là đuối so với thị trường so với ngành của nó đây con này và nó dính vào cái chen xuống và nó phá được này thì đây sẽ là điểm mua thứ nhất chúng nó đây, chúng ta là phá qua đường chen cái mũi thứ hai thì con này nhúng rồi này có một điện đầu chiều này thì có một điện đầu chiều này bắt lên là có, cũng có thể bắt vào được bạn nhé cũng có thể bắt vào được rồi đấy như vậy hôm nay đoạn gọi là nhau nhận định đi chờ một ngày mùng 7 tháng 2 năm 2024 nếu hôm nay chúng mình like xí nhá thôi tạm biệt các bạn bye bye